Trong livestream này em xả hết nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. Đầm này hiện tại thì em đang có tất cả nhà mình là 3 size, size M, size L với lại size XL. Từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng nha. Mẫu đang mặc trên người 1303. Giá cũ em bán là 300 và ngay bây giờ chỉ khách nào đặt hàng và có chia sẻ bài livestream này, em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn một cái mức giá yêu thương là 139.000 đồng nha cả nhà, với chất liệu vải Ataxi kim tuyến ánh nhũ co giãn 4 chiều. Ataxi kim tuyến ánh nhũ co giãn 4 chiều, dáng đầm body suông cho cả nhà mình đây. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. Bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền. Em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Chị Hiền Ly có đơn hàng cho chị Hiền Ly nha. Rồi chị Nguyễn Ánh Minh có đơn hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm từ 40 cho đến 65kg có đơn hàng. Và chỉ có giá tiền là 139.000 đồng thôi. Chị Huỳnh Lệ Hằng có đơn hàng. Chất liệu vải này là vải Ataxi kim tuyến ánh nhũ có co giãn rất là tốt. Bình thường mà em có cho mình size 2X nữa thì sẽ mong trang được tới 70-72kg. Nhưng mà các em đầm này ngay bây giờ thì em chỉ còn có 3 size thôi, cho nên 40 cho đến 65kg mặc được nha. Rồi, dạ em cảm ơn chị. Đó, các chị mình trước khi đặt hàng thì mình đừng quên chia sẻ bài livestream này 3 lần giúp shop nha. Mẫu nào em cũng sale hết và chỉ sale trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1303. Chốt đơn cho cả nhà mình luôn, giá là 139.000 đồng. 139.000 đồng mẫu đang mặc trên người 1303. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha. 1303 với số điện thoại cho em. Rồi chị Trang Trần có đơn hàng 1303, đặt hàng comment liền phía dưới giúp shop. 1303 kèm số điện thoại em tư vấn chưa hàng chờ size cho các chị mình luôn ạ. 139.000 đồng chị nha. Dạ, em cảm ơn chị Nhi Nguyễn, đồ đẹp lắm em. Rồi, cổ vest màu da em mặc xem đi shop. Rồi ok chị mình luôn nha. Cổ vest màu da là cái mẫu này. Và cổ vest màu da này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình hai màu, một là màu da còn hai là màu hồng phấn. Rồi để em mặc lên cho mình coi nha. Các chị mình muốn em lên mẫu nào mình có thể comment liền phía dưới nha cả nhà. Dùng đơn hàng 600k sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc vào 1 giờ ngày hôm nay thì em sẽ gửi đơn. Rồi tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em làm khác nữa đây ạ. À, đây, mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA 1365. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là DA 1365 nha cả nhà. Thì đầm này hiện tại em đang có cho cả nhà mình là 4 size M là XL với lại 2XL. Dạ. Rồi chị Ngô Mỹ Nga tùy theo á chị, tại vì tùy theo cái khung xương vai với lại tùy theo cái dáng người của mình. Thì hiện tại em hơi bị gầy, em cao 1m65 mà chỉ có 45kg thôi. Đó, em cao 1m65 mà chỉ có 45kg thôi, cho em mặc mình nhìn có cảm giác là cổ hơi sâu. Đó, chứ đợt mà em 52kg là em mặc lên là nhìn cái là thích liền á chị ơi, đẹp lắm. Rồi bây giờ nha, em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1365. Đầm em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1365 nha cả nhà ơi. Đầm này em đang có cho các chị mình là 4 size M, L, XL với lại 2XL. Thì đầm này em đang có cho các chị mình là 4 size nha cả nhà ơi. Và có hai màu luôn cho mình dễ dàng chọn lựa. Đó, các chị mình thích màu da thì mình có thể đặt hàng giúp em á là 1365 mẫu em đang mặc cho người. Có kèm thêm cái sợi dây thắt eo và các chị mình thích thắt thì mình thắt lại. Còn không thích thắt thì mình có thể tháo ra luôn vẫn được, không sao cả. Đó, đầm này chất liệu vải của nó là vải cô tông lạnh may một lớp nha. Kèm thêm sợi dây thắt eo và khóa kéo phía sau. Ngay phía trước thì sẽ có phối cho cả nhà mình nguyên một hàng cúc cách điệu. Và cúc cách điệu thì sẽ không có cài được nha. Cài là khóa kéo phía sau như vậy nè. Đó, cài là cài khóa kéo phía đằng sau lưng như vậy nè các chị. Rồi, 1365 là màu da, còn 1366 là màu hồng cho em. Đồng giá cho các chị mình 179.000 đồng thôi. Đó, 179.000 đồng nha cả nhà ơi. Đừng có nhầm mã nha cả nhà. 1365 là màu da, còn 1366 sẽ là màu hồng phấn cho em. Từ 40kg đến 65kg là có đơn hàng nha cả nhà ơi. Chỉ có giá là 179.000 đồng một chiếc thôi. 179.000 đồng. Chuẩn bị em lại thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Mình chưa có cái mẫu đầm nào thì mình đặt hàng sớm liền giùm em. Em tư vấn và chị hàng chị size hết cho cả nhà mình luôn. Chị Lê Thể Cúc 1303, chị nhỏ Liên có đơn hàng luôn ạ. Rồi 1366 là màu hồng phấn đúng rồi chị. 1365 là màu da, còn 1366 sẽ là màu hồng phấn nha. 40-65kg có đơn hàng luôn. Lên váy cam gạch đi shop. Rồi ok chị luôn, đây này đúng không, màu gạch ha, màu này màu cam đất. Ở trên livestream này mình nhìn thấy cái màu nó hơi bị sáng á cả nhà, tại vì độ sáng của từng chiếc điện thoại.
Rồi, nhanh tay đặt sớm cho em nha, em tư vấn chữa hàng luôn. Cao 1m68, 68kg mặc được không? Chị Thi Huỳnh ơi, chị cho em xin cái vòng eo của chị Thi Huỳnh nha. Cái số đo eo của chị Thi Huỳnh đó, cho em xin cái số đo eo nha. Mình đo trên rốn 5 phân cho em để em dễ tư vấn hơn. Tại vì bình thường là chỉ từ 40 cho tới 65kg thôi. Nhưng mà nếu như cái số eo của mình nằm trong cái khung size của bên em á thì mình vẫn có thể mặc vừa. Rồi, chờ em chút nha. Bây giờ thì em sẽ lên cho mình xem cái đầm màu cam đất. Đầm màu cam đất này thì rất là hot, từ hồi em mới về thì em may liên tục tới bây giờ là luôn đó cả nhà. Từ hồi em mới về may liên tục tới bây giờ luôn. Rồi, bây giờ là chính thức là ngưng may rồi đó, tại vì hết vải luôn rồi. Đây, tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1350. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1350 ha. Đầm này cổ vét, tay lỡ cho mình bo eo. Dán đầm xòe may một lớp kèm một túi nha. Chị Ngô Mỹ Nga có đơn hàng 1366 nha. Rồi, đó, cũng tùy theo đó các chị. Tại vì em cao 1m65 mà em 45kg, nhìn em hơi gầy, cho nên cái mẫu đầm nào em mặc lên nhìn cổ nó cũng sâu hết trơn á. Đó, em sẽ ráng ăn lên tầm 4kg nữa để cho các chị mình dễ. Trên eo 5 phân, đúng rồi chị, trên eo 5 phân, ở trên rốn 5 phân. Trên rốn 5 phân, đo eo ở trên rốn 5 phân cho em là được. Dạ, 179.000 đồng nha chị Lê Hồng Ngọc, màu hồng phấn với màu da cả hai mẫu luôn. Một mẫu như vậy là 179.000 đồng thôi. Màu hồng phấn là 1366 nha. Rồi, đầm đen lúc đầu mã sản phẩm là 1303. Đầm đen lúc đầu mã sản phẩm 1303 chị nha. Đặt hàng mẫu đầm đen comment giúp em 1303 với số điện thoại cho em. 139.000 đồng em sale luôn nha chị, 139.000 đồng. Rồi còn tiếp tục em đang mặc trên người 1350. 1350 đầm này em chỉ còn M với L thôi, 40 cho đến là 54kg mặc được. Rồi chị nào hỏi cái màu cam đất đâu, đầm này em không có còn may nữa nha chị ơi. Đầm này em hết may rồi. 1350 hôm nay em sale luôn nha cả nhà. Với mức giá là 299.000 đồng, mã sản phẩm là 1350. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền giùm em. Em tư vấn và chị hàng chữa size cho cả nhà mình luôn ạ. 40 cho tới 54kg mặc được, 40 tới 54kg mặc được nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm nha. Cổ vét nè, tay lỡ bo eo, dán hồng phơn xòe, may một lớp và kèm thêm một bên túi. Đầm này chỉ có một túi thôi, bên này là túi giả. Phối cho mình nguyên một hàng cúc phía trước nha. Cúc nè, hình mặt trăng. Bên trong mặt trăng có kim tuyến. Đó, rồi 299.000 đồng đầm này. Chị ơi, đầm này em hết size rồi. Dễ lắm rồi chị, hết size rồi chị. Đầm này là hết size rồi. Em chỉ còn cho mình đó là size M với L thôi. Giờ hết size XL rồi. Chị Na Trần có đơn hàng nha. Em chào chị Tuyết Nguyễn. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha cả nhà. Mẫu đầm này chất liệu vải lụa măng tô, hết size rồi chị ơi. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm liền giùm em nha. Em tư vấn chưa hàng luôn. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Đầm bên sáu thì rất là nhiều mẫu, mình nghĩa coi coi mình thích cái màu nào thì em sẽ mặc lên cho mình xem luôn. Đây, lên luôn cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này đi. Đầm này cũng cổ vét nè chị, nhưng mà đang được sale giá có 100 mấy thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330. Em chào chị Quốc Thịnh, chào cả nhà mình mới vô. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330 nha các chị. Đầm này đầm vét nha. Dạ không có màu khác chị Tống Phan ơi. Nếu như chị thích kiểu đó, nó tương tự như vậy thôi, chứ nó hoàn toàn là không có giống như vậy. Ví dụ như nó cũng cổ vét, nó cũng cổ vét đi, nhưng mà nó lại là màu xanh đen. Và chị thấy cái kiểu này không, nó có một bên túi và hàng nút nó thì có ba cái nút thôi. Còn cái màu cam đất đó thì nó sẽ có nguyên một hàng luôn. Đó, nếu như chị thích những cái form công sở tương tự như vậy thì em có. Và chị cho em xin cái số cân nặng và cái vòng eo của chị luôn để em dễ tư vấn. Tại vì đầm này chỉ còn ML nè. Cái đầm màu hồng hồi nãy thì còn đủ size, có cái đủ size, có cái lẻ size thì em sẽ lên sau. Bây giờ em đang mặc trên người có đầm tím không? Em có đầm tím nha. Đây, cái đầm tím. Đầm tím liệm tìm sim luôn, từ cái nền cho tới cái hoa cho tới kim tuyến cũng tím luôn. Đó, cái này á là sườn xám. Cái này là sườn xám nha. Mã 1363. Rồi, cái sườn xám này chỉ còn M với L. Chị Nguyệt Hà ơi, sườn xám này còn M với L thôi. Đây, màu tím thì em có sườn xám. Rồi, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330. Đầm này là màu xanh đen nha cả nhà. Mặc đầm tuổi U60 đi. Chị Nguyễn Hồng ơi, đầm mái sắp em là đầm trung niên không á chị? Đầm mái sắp là đầm trung niên dịu nha.
chứ không phải làm trẻ. Nhưng mà làm trung niên thì bên em lựa chọn những cái vải may cho các chị mình. Có những vải may á, các chị mình mặc lên nhìn đứng tuổi cũng có. Một số mẫu mẫu vải may á, em may cho mình hết tuổi, mình mặc lên nhìn trẻ ra cũng có. Đó là tùy theo sở thích của mình. Thì chị coi từ đầu live cho tới cuối live stream, chị thích mẫu nào chị cứ việc comment đó. Hoặc là chị có thể là đừng có nhìn cái mặt của em, chị nhìn từ đây xuống đây đó, em chỉ là mẫu mặc lên cho mình xem vậy thôi, chứ đầm này đầm trung niên. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330, đầm này em chốt đơn luôn là 199.000 đồng. Form giấy đầm rất là sang nha. Đó, đầm này cổ vét nha chị ơi, cổ vét tay lỡ, bo eo dáng xòe, có thêm hai cái túi 199.000 đồng đang sale. Đầm cổ vét chị yêu nha, đầm cổ vét đi làm nè. Đó, đi làm đi tiệc thì chọn ngay cho em mẫu đầm này 199.000 đồng cho chị Nguyễn Linh Nhi. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho chị một cái em đầm khác nữa nha. Ưng ý đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cả nhà mình luôn. 1330 với số điện thoại cho em là được. 1330 với số điện thoại cho em 199.000 đồng. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đây. Ưng ý đầm nào của em thì mình comment phía dưới nha, em tư vấn luôn. Rồi, chuyển mẫu nha cả nhà. Lên cho mình cái màu vàng vàng đi cho tươi một chút xíu nha. Rồi, đầm xòe chị Nguyệt Hà. Cái đầm đó là em mặc là đầm cổ vét xòe đó chị. Đầm đó em mặc là cổ vét xòe đó chị ơi. Rồi bây giờ em có nhìn thêm cái đầm xòe nữa nè. Tại vì nó có độ rũ đó, cho nên mình nhìn thấy nó không có xòe dữ. Đây, đó, nó có độ rũ. Cái đầm đó là đầm xòe đó chị. Cái đầm này cũng đầm xòe nè. Chị thấy bình thường em mặc nó rũ xuống giày, chị tưởng đầm suông. Nhưng mà đây nè chị, dáng xòe nè, vải mềm rũ rũ như vậy là thích quá trời rồi đúng không? Trừ những cái vải nào cứng á thì mình em mặc trên livestream nó xòe xòe vậy nè, nó cứ xòe như vậy là vải của nó cứng, nó thô đó. Còn những cái mẫu vải này thì nó mềm, nó có độ rũ cho mình nhìn thấy nó suông suông thôi. Coi livestream nhiều cái mình dễ phân biệt lắm chị, coi nhiều vô. Rồi đó, dáng xòe rõ ràng luôn nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Em chốt đơn cho cả nhà mình là 179.000 đồng nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Bây giờ chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt luôn. Đầm này thiết kế là cổ tim nha. Có phối cho mình nút phía trước, nút vân gỗ, tay lỡ cho mình bao eo, dáng đầm phơ xè luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1325. Ngay bây giờ lên đơn cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 179.000 đồng. Các chị mình đừng quên chia sẻ livestream nha và chấm bài tương tác. Các chị mình đặt hàng mà dùng đơn hàng 600.000 đồng á là mình được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Mà mình không dồn được trong một ngày, mình dồn đơn được nửa ngày thôi. Đó. Rồi. À, nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Em tư vấn chừa hàng chừa size cho cả nhà mình luôn, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Chị Lê Thị Thu Thủy. Nghiên cứu 1363 với 1351 đúng không? Hai mẫu đầm đó thì mẫu nào cũng đẹp hết trơn á, quan trọng là mình thích mẫu nào thôi. Thích mẫu nào thì mình comment phía dưới cho em. Đầm bên shop là toàn là đầm trung niên thôi à. Rồi em đang mặc trên người 1325 có đủ size nha chị ơi, 179.000 đồng, 179.000 đồng. Đầm nào cũng đầm xòe hết. Đây, đây là đầm xòe nè, em có giới thiệu nè. Đó, đầm xòe nè, một lớp hai túi nè, khóa kéo phía sau nè, rất là đẹp luôn. Đầm xòe màu tím có không? Đầm xòe màu tím thì em sẽ không có, nhưng mà chị thích màu hồng hồng tím tím hơi hơi thì em có cái mẫu này. Màu hơi hơi hồng hồng tím tím vậy thì có cái mẫu này đi. Đó thì có mẫu này. Còn xòe màu tím này hiếm về lắm chị, rất là hiếm về đầm xòe màu tím nha. Hồi đó có chị ơi, nhưng mà đầm xòe màu tím là phải lựa vải đẹp mới may được. Cái màu tím á, phải lựa vải, vải mà vải đẹp á, mới may dễ. Rồi bây giờ em đang mặc trên người nha, 1325, 1325 nha chị. Còn cái sườn xám màu tím này cũng là hàng vải tuyển, em tuyển cho mình về em may á, chứ không phải là vải 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 thường đâu. Rồi chị Thẩm Mỹ Thanh có đơn hàng luôn, một cái chị luôn 179.000 đồng. Tiếp tục em chuyển mẫu nha. Rồi đây chuyển thêm cho mình mẫu khác. Trên sàn có cho em một vài mẫu đó, các chị mình thích mẫu nào cứ việc comment phía dưới cho em tư vấn luôn. Rồi thích đầm xòe có đầm xòe, thích đầm ôm là có đầm ôm. Thay lên cho mình cái đầm chữ A đi nha cả nhà. Nãy giờ lên đầm xòe quá trời rồi, bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm chữ A cho cả nhà mình cùng xem luôn. Mặc sườn xám tím đi em, chị Lương Ly Ly. Ok chị luôn, em lỡ thay mẫu này rồi, chị chờ em 2 phút nha. Em giới thiệu xong mẫu này em thay cho mình cái sườn xám tím. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1335 nha cả nhà. Em chào chị Lan Trần.
1335 đầm này thiết kế cổ tròn, tay ngắn nha. Dáng đầm chữ A, đuôi cá, may một lớp kèm thêm hai túi và khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1335. 1335 đủ size, chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Em tư vấn và chiều hàng luôn nha cả nhà ơi. Rồi, để lại comment sớm em tư vấn chiều hàng nha cả nhà. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em như vậy ok. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1335, 179.000 đồng. Đầm này đầm chữ A, may một lớp, phần chân váy mang cho mình cái đuôi cá. Và cả nhà có để ý thấy không, cái đuôi cá này may đắp chéo nè, nó có cái tầng bên hông đó, đắp chéo, may một lớp kèm thêm hai túi, 179.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1335. Mẫu đang mặc trên người 1335 nha cả nhà ơi. Lụa mango nha, một lớp hai túi, khóa kéo phía sau. Đầm này có một màu. Mã sản phẩm 1335, 40-65kg có đơn hàng. Đầm này form hơi nhỏ cho nên eo tối đa eo 82 đổ lại thì mình sẽ mặc thoải mái. Mã sản phẩm là 1335. 1335, 179. Chị Diễm Tuyền 1325 có đơn hàng, đừng có đặt nhầm mã nha cả nhà, nghe kỹ mã rồi mình hãy comment. Chị Vân Yến có đơn hàng luôn. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem một cái em đầm sườn xám màu tím. Sườn xám màu tím rất là hot. Em bán hết rồi cả nhà, còn sót thôi là size M với L thôi. Để mặc lên cho các chị mình xem, chị nào mặc vừa thì mình đặt. Tại vì cái sườn xám này thì không có về nữa. Mấy đầm bên shop á cả nhà em bán một lần qua đi rồi thôi chứ không có còn về nữa nha. Rồi đây tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1363. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1363 nha cả nhà. Đầm này cổ tròn nha, tay lỡ nè. Đó, dáng sườn xám. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1363. Bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn chút đơn hàng. 1363 với số điện thoại cho em. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1363. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. 1363 kèm số điện thoại cho em. Hai size M với L, 40 cho tới là 57kg mặc được nha cả nhà. Dáng đầm này dáng đầm sườn xám nha. Rồi sườn xám đẹp lắm nha cả nhà, có xẻ tà hai bên như vậy nè. Khóa kéo phía sau, chất liệu vải nhung nha cả nhà ơi, nhung màu tím. Nhung màu tím, Atashi màu tím luôn. Đó, phối cho cả nhà mình đây. Cái phụ kiện phía trước 1363. Bận đẹp sang lắm, mua rồi không sang không lấy tiền. Chị Lê Thị Thu Thủy, em cảm ơn chị nhiều luôn. 1363 hết size 60kg rồi chị ơi. Cái đầm này lúc mà em mới vừa về hàng á, em bán cho bà là biết bao nhiêu tiền không? 399.000 đồng. Lúc em mới vừa về hàng bán 399.000 đồng. Ngày hôm nay em sale chị còn 259.000 đồng là em sale một cái giá nó rất là lỗ rồi. Tại vì cái cây vải này chị nhìn qua màn hình thôi là chị đã thấy nó sang, nó đẹp rồi. Chị đã đoán biết được cái vải này nó như thế nào khi mà mình nhận được hàng rồi đúng không? Đó, nó rất là đẹp. Em đã từng bán 400.000 đồng và em cũng không dám may nhiều. Em may cho mình 1.200 cái thôi, không dám may nhiều. Đó, và hiện tại thì em chỉ còn cho mình size M là được 50 cái, còn 50 cái size M. Size L thì còn 2 cái thôi, 40 cho tới 57kg. Nếu như chị 60kg thì chị đo giúp em cái phần eo thử coi là mặc được hay không. Như chị chỉ nặng ký thôi nhưng mà vòng eo nhỏ thì bên em vẫn có thể là mặc được luôn nha. Rồi, cho em xin cái vòng eo cho các bạn dễ tư vấn hơn. Comment giúp em 1363 với số điện thoại kèm thêm vòng eo giùm em nha. Em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1363 đang sale còn 259.000 đồng. Chị nào đặt hàng cứ việc lên đơn. Đó, cứ việc lên đơn sớm, mặc vừa thì bên em chốt nha, không vừa thì mình chọn một khác. Cái phụ kiện này là phụ kiện rời, rất là đẹp luôn. Chị Lê Thị Thu Thủy có này nè, 1351 là rất là sang, 1351 em gửi cho mẹ em với lại cái đầm này rồi luôn nữa. Mẹ em khen hết nấc luôn cả nhà, tại vì cái đầm nó quá đẹp luôn cả nhà. Bây giờ em muốn có size lớn để mua về tặng cho cô của em á. Cô của em cũng thích nữa nhưng mà bây giờ không có. Hở ra shop một cái size nào là các bạn hút hết luôn, các bạn bên shop em á. Rồi bây giờ em đang mặc trên người 1363 nha, chút đơn luôn 259.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa đây. Thích mẫu nào cứ việc comment phía dưới em mặc lên cho mình coi luôn. Rồi, ngoài ra em sẽ lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái đầm này. Ngày hôm nay là em cũng sale lớn cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1310. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1310. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng chờ size nha cả nhà. 4 size M, L, XL với lại 2XL, 40-66kg. Alo.
Rồi nhanh tay đặt hàng sớm sớm lại giùm em tư vấn về chị hàng chờ size cho cả nhà mình nha. Rồi các chị ơi mình chờ em xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1310, đầm này cổ tim, tay ngắn bo eo. Đó, dáng đầm này dáng đầm body suông. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1310. 199.000 đồng nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm lại giùm em. Em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. À, mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại cho em như vậy ok. Rồi em chào chị Phạm chút nha. Rồi xong, chờ em xíu em ghim sạc lại mà. Rồi đang mặc cho người nè, mã sản phẩm là 1310, 199.000 đồng. 1310, 199.000 đồng. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em là 1310 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim với cho cả nhà mình cái phụ kiện bên hông nè, tay ngắn ba eo cho mình luôn, dáng đầm body suông nha cả nhà ơi. 199.000 đồng ha. 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 1310. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1310, 199k. Đầm này nhung nha cả nhà. Cái vải này mình sờ là rất là thích, vải mềm mịn mặt mát thoải mái, có một màu thôi. Mã là 1310, 199.000 đồng thôi ạ. À, đủ size M, XL với lại 2XL. Chị Thu Bùi có đơn hàng 1310 luôn, 199.000 đồng nha. Chị Thùy Trang ok luôn ạ. À, 199.000 đồng thôi, đủ size nha cả nhà. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác nữa. Đây, chuyển thêm cho các chị mình cùng xem cái đầm này đi, đầm xòe đi nha cả nhà. Đầm hoa xòe đi nha. Lên body rồi, lên thường xám rồi, bây giờ lên đầm xòe. Rồi, chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Mai Nhị nha. Rồi, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1337. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền nha. Em tư vấn chốt đơn đủ size cho cả nhà mình luôn. M là XL với là HXL. Đây, xuất sắc nha cả nhà. Cổ vuông nha, cổ vuông hơi bao góc, cái cổ này hơi bầu bầu một chút xíu. Tay lỡ cho mình bao em dán xòe. Rồi chị Nguyễn Hồng có đơn hàng luôn. Chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá là 219.000 đồng. Đầm này đầm xòe nha cả nhà ơi. Đó, dán xòe cho mình, may một lớp có thêm hai cái túi khóa cái phía sau. Nền vải sẽ là màu đen và có phối cho mình hoa hồng màu vàng nâu. Hoa hồng màu vàng vàng nâu nâu như thế này. Vải lụa có co giãn nhẹ nha, một lớp hai túi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337, 219.000 đồng. 219.000 đồng mã sản phẩm là 1337 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1337 với số điện thoại cho em. Cái gam màu này mặc rất là sang nè cả nhà, đi chơi đi tiệc cũng được, mình đi làm cũng được, có tay lỡ này mặc lịch sự nè, bo eo dán xòe cho mình luôn. Đó, dán đầm này xòe xòe nè cả nhà, một lớp kèm hai túi nha. Mẫu đang mặc trên người mã là 1337. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em 1337 với số điện thoại nha cả nhà ơi. Giá của em bán gần là 3-400 không mà, 300-300 mấy không mà. Bây giờ có gì mình đặt hàng mẫu đầm này được sale nè, 219.000, 219.000 đồng nha. Dồn đơn hàng 600.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc. Dạ được chứ chị, chị có việc đặt hàng đi, đầm này đủ size là chị mặc vừa luôn đó. Đủ size M, XL với lại 2XL nha. 40 cho đến là 65kg là chị đã có đơn hàng rồi. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Đây, lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này đi, hôm nay cũng sale luôn. Đầm đang còn hai size nè. Sale luôn nha cả nhà ơi, chờ em chút xíu nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1324. Đầm này bây giờ kiếm cái size lớn không ra cả nhà ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1324 nha. Đầm này cổ vét, phối cho mình nguyên hàng cúc phía trước, tay lỡ cho mình, dán đầm phong xòe. Em chào chị Nguyễn Kiều. Dạ, đầm hồi nãy giá tiền là 219.000 đồng, mã là 1337 đó chị ơi. Đặt hàng comment giúp em cái mã số với số điện thoại cho em tư vấn cho chị kỹ hơn. Bây giờ em đang mặc cho người 1324 nè. Rồi 1324 nè, em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, giá 99.000 đồng. Rồi giá 99.000 đồng nha, em còn cho mình size M thôi. Em tưởng nó còn ML, các chị ơi, còn một cái size M thôi à. Một cái size M thôi, sale luôn. 99.000 đồng, mẫu đang mặc cho người mã sản phẩm 1334, 40 cho tới 50 kg. 40 tới 50 kg nha cả nhà ơi, cổ vét nha. Đầm này may một bên túi,
bỏ đồ được luôn này cả nhà, khóa kế phía sau lưng tay lỡ cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em nha. Là 1334 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. À, rồi, tranh thủ đặt hàng sớm sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. 1334 với số điện thoại cho em cả nhà ơi. 1334 với số điện thoại cho em 99.000 đồng. 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn chưa hàng chưa size. Đầm cổ sơ mi chị xem, chị Ngô Mỹ Nga. Rồi chờ em xíu nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm này giùm em tư vấn chưa hàng. Dạ không vừa nha chị, em 90 mà không vừa nha chị ơi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Đầm sơ mi hả chị? Rồi ok. Đầm sơ mi em có cái mẫu đầm này à, đẹp mà đang sale rẻ, có size lớn đó chị luôn. Đầm sơ mi thì em có nhiều mẫu lắm, nhưng mà có mẫu á size nhỏ, có mẫu size lớn. Đây, lên cho mình cái mẫu đầm này đi, sơ mi size lớn luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300 nha. Em chào chị Sơn Thủy, chào cả nhà mình mới vô. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Đó. Đầm này em còn cho mình 2 size XL và 2XL. Dạ em chào chị Nevimo ạ. Đầm này em còn size XL với lại 2XL, trong tầm khoảng từ 55 cho đến 65kg có size vừa nha. Rồi, nó coi dạng bận đẹp lắm, tin tôi đi. Rồi em cảm ơn chị Thu Thủy nha. Rồi 1363 đó, nhưng mà cái mẫu 1363 đó là chị khách đó là em 90 thì mặc không có vừa, tại còn hai size nhỏ xíu à. Rồi bây giờ em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300 nha. Đầm này sale luôn 139.000 đồng này cả nhà ơi. 139.000 đồng nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. 1300 với số điện thoại cho em nha. Cổ sơ mi tay lỡ bo eo dáng xòe, một lớp kèm hai bên túi, khóa kéo đầm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1300. Bây giờ chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chị hàng chờ size nha. Em chào chị Phạm Vui luôn. Đầm này chất lượng mango, có co giãn nhẹ nhẹ cho chị ơi, 55 đến 65kg, còn XL một cái, còn lại là 2X thôi. Nền vải màu xanh đen có phối cho mình họa tiết lại mắt đây, lụa mango nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1300. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300 nha cả nhà ơi. 139.000 đồng thôi ạ. À, còn hai size lớn nhất. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Lên cho mình thêm một cái em đầm chữ A đi. Cái đầm chữ A này màu hơi bị xinh luôn này cả nhà. Đầm chữ A này màu rất là xinh. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1346. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346 nha cả nhà. Đầm này cổ tim ha, tay ngắn nè, dáng đầm chữ A, may cho chị một lớp, khóa kéo phía sau nha. Rồi mặc đầm đỏ đi em. Đầm đỏ thì em sẽ có cho chị là 3 mẫu nha, 3 mẫu màu đỏ. Khoan chờ em xíu chị, để xem mẫu màu đỏ kia còn sai không. Rồi còn mờ thôi, trời ơi uổng nha. Rồi em sẽ có cho mình 2 mẫu màu đỏ. Thứ nhất là đỏ tươi chất liệu vải ren. Còn thứ hai là đỏ đô chất liệu vải lụa măng tô. Đó. Thì chị thích màu đỏ nào? Chị thích đỏ ren hay là chị thích đỏ lụa? Chị comment phía dưới cho em nha, để em mặc lên cho chị xem. Rồi còn bây giờ em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Đầm này dán chữ A nha cả nhà ơi. Em may cho mình đầm 7 mảnh. Phía trước thì em sẽ may cho mình theo 3 mảnh nè. Phía trước là 3 mảnh, phía sau là 4 mảnh. Đầm này em may cho mình 7 mảnh nha. 40 cho đến 65kg có size vừa. Đầm này không có túi, khóa kéo phía sau, có co giãn nhẹ cho mình luôn. Nền vải màu nâu và hoa lá cũng màu nâu. Và đầm 7 mảnh thì bên em hiện tại chỉ có một mẫu này thôi. Mã sản phẩm là 1346. 219.000 đồng nha chị. 219.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1346. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn chưa hàng luôn. Chị ơi thích màu đỏ nào, bây giờ em thay qua mẫu nè. Dạ em qua mẫu này chị ơi, thích mẫu nào comment liền phía dưới giùm em đi chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1346 nha. Cổ tim nha. Rồi cả hai đem chị Nguyễn Thu. Ok chị luôn. Rồi thích mẫu nào comment liền phía dưới, em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn trước đơn luôn. Đó. Rất là nhiều mẫu đẹp nhưng mà nó nằm ở trên like thôi.
Bây giờ em chuyển mẫu nha, cả hai em đúng không? Rồi 1346 29.000 đồng. 1346 cái là màu nâu này có 29.000 đồng thôi nha. Một lớp khóa kế phía sau. 29.000. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem cái đầm khác. Lên cho mình cái đầm lụa măng tô đi. Cái lụa măng tô này đang sale có 100 mấy nè, mà form mặt rất là mát luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã là 1347. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1347. Trời đúng luôn. Mới qua cái 1346 tới 1347. Rồi đầm màu đỏ đỏ ren thì là 1348. Mẫu em đang mặc trên người chị Nguyễn Thị Dung có đơn hàng nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha cả nhà. Đầm này cổ tròn nha, tay lỡ, bo eo. Dáng đầm body đuôi cá. Phối cho cả nhà mình nguyên hàng nút bên hông. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. 1347 đủ size nha cả nhà, 40-65kg có đơn. Cứ 40-65kg có đơn nha cả nhà ơi. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới cho em là 1347 với số điện thoại cho em là được. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Với thiết kế là cổ tròn ở cả nhà mình ha. Cổ tròn, bên hông có phối với mình nút nè. Đó, nút cách điệu không cài được. Tay này tay dài cho mình ha. Bo eo, dáng nằm body đuôi cá. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em tư vấn chưa hàng. Em chào chị Nguyễn Nga. 63kg thì thường sẽ mặc size 2XL bên em. Sẽ mặc size 2XL. Và khi chị đặt hàng thì chị đo kỹ cái vòng eo của chị. Đó, trên rốn 5 phân cho em là vừa nha. Đó, trên rốn 5 phân giúp em. Cái gì bên em tư vấn kỹ lưỡng hơn một chút. Rồi còn bây giờ em đang mặc trên người mã sản phẩm 1347 nè. Đầm này em đang có cho chị là đủ size từ 40kg cho đến là 65kg có đơn. Đầm này em đang sale có 199.000 đồng thôi. Mình mặc đi tiệc rất là sang nha. Vải mềm, mướt nha. Không sợ bị nhăn luôn. Không sợ bị nhăn ngay phần gập tay này luôn. Rất là ok. Vải mặt mát cực kỳ. Đầm này có một màu thôi. Mã là 1347. Bây giờ thì em sẽ chuyển thêm cho mình cái đầm màu đỏ tươi nha. Đầm màu đỏ tươi chất ren. Mẫu đang mặc trên người 1347 nha cả nhà. 1347 nha. Đặt hàng mẫu đầm này comment liền phía dưới em tư vấn và chị hàng chị size 1347 với số điện thoại cho em là được. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác. Đây. Lên luôn cho mình cái màu đỏ ren là 1348. Rồi. Rồi em chào chị Thu Minh nha. Em chào cả nhà mình mới vô. Tiếp tục. Đây thay thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 nha cả nhà. Đầm em đang có cho cả nhà mình là 4 size luôn. Size M, L, XL với lại 2XL 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng nha. Đó, cái đầm này cũng đẹp nè, 1348 cũng đẹp nè. Đầm này đủ size 40-65kg. Đó, ba eo cho mình đi, dán đầm phân xòe. Đầm này khá là xinh đó cả nhà. Phối cho cả nhà mình nguyên một hàng nút ngọc trai phía trước. Cái đầm hồi nãy thì nút nó bên hông đúng không? Đầm này nút phía trước chính giữa luôn. Cũng dán đuôi cá y chang cái đầm hồi nãy vậy đó. Bên trong thân áo thì có lót. Phần tay thì không có lót nè. Nhưng mà bên trong này thì có lót cho cả nhà mình mặc yên tâm nha. Không có sợ thấy sợ lộ luôn. Rồi 1348 hôm nay em chúc đơn hàng cho cả nhà mình là 219.000 nha. 219.000 đồng. Mã sản phẩm là 1348. Bây giờ các chị mình thích đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1348 với số điện thoại tư vấn chưa hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Rồi 1348 với số điện thoại tư vấn chưa hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 219.000 đồng chị yêu nha. Cái đầm này chất ren nè, phối cho mình thêm là kim sa nữa. Chất ren phối kim sa, đầm này cũng chỉ có một màu thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1348. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn chưa hàng. Rồi để em mặc lên cho mình xem cái màu hồng này đi. Cái màu hồng hồng này đang hot đó cả nhà ơi. Mà tiếc là cái form nó hơi nhỏ. Chứ cái màu hồng hồng này đang hot. Chất liệu vải lụa vân. Em chào chị Phan Hảo nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348. Đầm đang mặc trên người 1348 có 219.000 đồng thôi chị ạ. 219.000 đồng thôi. Trong tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn. Chị khách nào bây giờ từ 40-65kg là có đơn hàng nha. Chị Nguyễn Thoa có đơn hàng luôn. 1348 là 219.000 đồng. Một màu duy nhất. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem cái em đầm xòe nha. Các chị mình chờ em một chút xíu ạ. Rồi.
chuyển thêm cho mình cái em làm trà, mã sản phẩm là 1364. Cái đầm này chất liệu vải lụa vân cho nên là khá là xinh luôn. Đang xem like chấm bài tương tác dùm em nha cả nhà ơi. Đặt hàng dùng đơn 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Và trước khi đặt hàng các chị mình đừng quên chia sẻ live stream giúp shop. Chỉ cần 3 lần chia sẻ thôi là được áp dụng ngay cái giá sale rồi. Rồi bây giờ em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA1364. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1364 nha cả nhà. Đầm này cổ tròn nha, tay lỡ cho mình nè, bo eo, dáng đầm vân xòe, may một lớp và kèm thêm một bên túi, khóa kéo cũng nằm đằng sau luôn. Đây, ở phía trước nè có phối với mình nút ngọc trai, cả nhà thấy không, rất là xinh. Phía trước phối nút ngọc trai một lớp luôn, kèm thêm một bên túi, khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Mẫu đang mặc trên người 1364. Rồi đầm này em chốt đơn cho cả nhà mình luôn 249.000 đồng, 1364. Nhưng mà đầm này á, cái form nó hơi bị nhỏ một chút xíu. Cái form này hơi nhỏ nha cả nhà, cho mình nhớ trừ hao. Bình thường các chị mình mặc size M thì mình nâng lên size L mình đặt hàng. Đó, mặc size L thì lấy XL, mặc XL thì lấy 2X cho em là mặc sẽ ok nha chị. Đầm này sẽ không có co giãn đâu, dán xòe nha, vải rất là mềm, rủ, mặc mát, mẹ thoải mái. Mã sản phẩm 1364, 219.000 đồng thôi. Đặt hàng đầm này comment phía dưới liền dùm em nha, là 1364 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size luôn. Chuẩn bị em thay tiếp mẫu khác, các chị mình thích mẫu nào cứ việc comment phía dưới em tư vấn chờ hàng nha cả nhà. 1364 với số điện thoại cho em, đây phía sau nè. Đó là phía sau nè, dáng đầm nó đẹp quá mà ổn lắm. Đầm này có một màu với lại cái form nó bị nhỏ quá trời cả nhà ơi, về mà hết hồn luôn cả nhà. Cái form nó bị nhỏ. Rồi nâng lên một size nha, chị nào mà không nâng lên một size là mà không có vừa đâu ạ. Rồi bình thường mặc size M thì lấy size L, mặc L thì lấy XL, mặc XL lấy 2XL cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. 1364 đầm màu đỏ đô eo. Dạ không mặc vừa đó chị ơi, eo 90 hiện tại bên em có cái mẫu này eo 90 mặc được nè. Có cái mẫu này eo 90 mặc được nè chị. Duy nhất mẫu này thôi để mặc thử cho chị xem. Tại vì em 90 mà bây giờ chị vô là bị trễ rồi chị ơi. Bữa trước em có nhiều mẫu lắm luôn á. Đầm này thì em 90 mới về, để mặc lên cho chị coi thử nha. Chờ một chút xíu. Đó, các chị mình xem mình ưng mẫu nào có thể là comment phía dưới em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Rồi chờ em chút xíu chị nha. Tiếp tục nè, lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em làm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1357 nha. Rồi cái đầm này nè, là chị có thể là eo 90 là chị mặc bon chen được. Còn những cái mẫu đầm khác á, là eo 90 là không có vừa đâu. Đầm này thiết kế là sẽ là cổ lục giác. Cổ lục giác nè, tay ngắn cho mình nè. Đó, chất nhung, dáng xòe. Dạ em cảm ơn chị Quốc Thịnh. Cuối tuần thì thường các chị mình đi chơi hoặc là hội họp gia đình cho nên cũng hơi ít chị xem. Thì hôm nay thì em cũng hơi buồn buồn một chút xíu. Hy vọng chiều tối này các chị mình coi livestream với em nhiều hơn một chút nha. Rồi bây giờ em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1357. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1357 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em là 1357 với số điện thoại cho em là được luôn. Cái cổ này cả nhà ơi, nó cũng không có quá hở đâu. Tại vì em hơi gầy, một phần là em hơi gầy, còn cái thứ hai nữa là nó mới vừa về bên em. Cho nên các chị mình nhìn nó thấy nó còn mới mẻ, đúng không cả nhà? Mình nhìn mình thấy nó còn mới mẻ. Đó, chứ nếu như mà nhìn từ từ thì sẽ quen. Đó, nhìn từ từ sẽ quen. Với chất liệu vải nhung nha, 40 cho đến 72 kg mặc được. Co giãn rất là tốt luôn, chất liệu là vải nhung vân nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1357, 239.000 đồng cái đầm này thôi. 239.000 đồng thôi, chất liệu vải nhung vân nha chị ơi, vải mềm lắm, mặc mát cực kỳ luôn. Mã sản phẩm là DA1357. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới em tư vấn chưa hàng chờ size luôn. Em chờ chị Thông Nguyễn, chờ cả nhà mình mới vô nha. Rồi 1357 với số điện thoại các chị mình đừng quên chia sẻ livestream giúp shop 3 lần lên tù vào nhóm và để với chế độ công khai nha cả nhà ơi. Dùng đơn 600k sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Đầm đang mặc trên người là 1357, 239.000 đồng, 239.000 đồng nha cả nhà. Bài livestream này em sẽ lưu lại nha cả nhà ơi. Chị nào vô sau có thể coi lại bài livestream này nha, hoặc là đón xem những bài livestream kế tiếp của anh em nha cả nhà. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.